Hai con này nó ngoan, nó không có chạy bậy. Này nó biết rồi, tới cây cầu đằng sau nha. Thử rồi tới cây cầu đằng sau nha. Ủa, lỡ mương hả? Đi bằng lỡ mương hả? Nó còn cái thư nó không chưa. Đi một hơi qua cầu luôn kìa. Nó đó, té mương giờ này đi còn nhìn nhìn nữa. Đi còn thằng này leo lớn nữa. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Đi đi, còn đéo lỡ đi qua anh kia coi. Đi qua anh kia. Đi đi đi. Đi, 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 ừ đúng rồi. Đi, đừng té. Té mương. Đéo lại, đéo lại. Mình không có đi trước á. Giờ đi chơi tiếp ha. Cần đến đồ đi chơi nè. Đó, đó. Đi chơi riết nay mấy ngày quen rồi. Giờ đồ đi. Ra bắt đầu đồ đi. Chơi chơi chơi. Xin chào cả nhà. Hôm nay dẫn hai cái bé cúng này đi chơi tiếp nha. Đó. Nên nó quen rồi, giờ thải ra bắt đầu đi à. Mới trời mưa xong giờ còn ngâm ngâm nè. Mà đồ đi chơi. Nên thả cho đi khám phá tiếp. Này đi nhanh chứ. Đi nhanh quá à. Rồi té té vậy nè. Nó đi ra chỗ này sạch sẽ nè. Có đường đi. Này giống đi dạo vậy. Đi. Còn cái này, này đi trước, thằng đi trước, thằng đi sau. Giờ quen nào. Hả? Tiểu thư ở trong không đi ra ngoài đi. Lậu sạch không đi. À. Đi 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 chứ. Trời ơi, gió trời mưa gió trên thử. Sạp sạc nó sợ. Đi 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 đi. Đi. Chứ. Cái con này nay đen rồi cả nhà, nhưng mà còn một số chỗ. Một số chỗ nó còn hơi chưa có đủ đủ lông. Con này mà đi săn là quá cháy luôn. Lồng sát, tướng lực lưỡng. Không có vướng bận lông lá gì hết. Xem nào. Gió này gió lạ ghê, đúng là bão vô. Tàu vừa ở trên đẩy đẩy quạt quạt à. Ngày tiếp tục khám phá cái đường ngoài đây. Ăn gì á? À, nó gặm được cái gì á? À, hai con này nó ngoan á, nó không có chạy bậy. Nay nó biết à, nay nó hết quần dưới chân rồi nè. Đi chơi đi. Xâm, xâm đất nè cả nhà. Có bạn nào chỗ nào có dụng này không? Xâm đất cái trái nè. Người ta còn gọi là trái nổ. Có trái luôn nè. Trái này để nó khô đen đen để đất là nó bắt đầu nổ. Phá gì á? Ôi ôi, nhà nghe không? Gió sạc 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 sạc. Nhưng mà cái miếng nó bay trên đó được.
Đâu rồi? Đây này. Có xe, chết rồi, không biết có biết né xe không ấy. Hơi lội nước luôn kìa. Lội nước luôn kìa. Đi qua né, né. Qua đây. Trời ơi, đang đi ngoài kia chơi. Cái có tiếng xe cái nó chạy vô đây luôn cả nhà. Nó biết đường về luôn à. Đây đây con. Nó không ghê. Nó chạy một hơi về cái con cụ nó nhát quá. Ngoài đây ồn quá. Cái con chó này nó thấy mấy con này ra, nó ra. Ra nhiều thì chịu không nổi mà nó thấy ra nó la quá. Nè, chỗ chơi của nó nè, giờ mưa găm găm nè. Mới ra chơi, đang chơi ngon. Thấy xe sợ. Con tiểu thư nó biết dừng lại. Nó biết dừng lại cho mình ôm nó, còn con cụi nó chạy một hơi về nhà luôn. Nó chạy một hơi về nhà. Sợ cối. Cối. Nè nó biết giỡn. Nè nó biết đi một mình về rồi. Nên chơi hồi không xong có bắt đầu chạy về. Cối. Coca nha, đau em nha. Cụi nhát coi vậy đó, tướng bự vậy chứ nhát. Rồi thôi vô. Mai mốt trời nắng cho đi chơi nhiều rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Cả nhà nếu thấy thích mấy con cúng này mình sẽ quay cho cả nhà xem. Trong cái thời gian tới mình sẽ để lại một vài con cúng nhỏ nhỏ mình quay cho cả nhà xem. Này thấy phát triển khá hơn 7 ngày hả mày cả nhà. Khoảng 4 ngày nữa mở mắt à. Số lượng cúng khoảng 4 con thì khoảng 14-15 ngày. Còn số lượng mà khoảng nhiều hơn thì nó khoảng 12-13 ngày. Nhiều thì nó mở mắt sớm hơn, đặng nó kiếm ăn da sớm. Còn ít thì nó mở mắt lâu hơn. Như 1-2 con thì có thể lên tới 16-17 ngày luôn cả nhà. Đặng nó nó đủ sữa, ít thì nó đủ, mẹ nó nuôi đủ, nó không cần phải đi kiếm. Còn ít á, nhiều á thì nó không đủ sữa nên phải đi kiếm thôi. Có gì chán tội con mũi. Kênh nó gác chân lên, gác chân lên. Này sao bò con mình đây à? Cưng quá nè, cậu bơi nè, nó ngủ trên tay luôn. Ôi ôi. Cái này nặng quá ta. Ôi có con dê gì vậy? Dê cắn con hả? Ôi không phải. Không phải, đó. Thấy được cái dê cắn con này nặng ghê cơ nha. Nặng tiểu luôn. À. Nè, màu của nó. Màu này đẹp. Con bé này là bé bự nhất nè, uống nhất nè. Nay cũng dí kịp hết trơn rồi nè. Để xem. Một bên là lông đen, bên là lông sô cô la nha. Lông đen là cái màu đen nhiều nè. Còn cái này lông sô cô la.
này là màu sô-cô-la, cái này là màu đen. Hai con này khác nhau đó, nhưng mà đẹp như nhau luôn. Màu sô-cô-la thì nó thịnh hành hơn xíu, nó phong thủy hơn xíu, nhưng mà cũng có bạn thích luôn đen. Nên cái nào cũng như nhau. Cái này có con chảo màu, cho qua vòng vòng. Rồi hơi cho nó vô cái nhà này. Vô được rồi. Nay tắm cũng hơi trưa, giờ 11 mấy ạ. Ra phơi sớm giờ cũng nửa tiếng rồi. Trong thời gian mình tắm mấy cũng lớn á. Nó nằm trong cái sàn của mấy con lớn, tắm mình xách ra sẵn, xách ra phơi luôn công hai chuyện, vừa phơi nó mà vừa xịt cho nó sạch sẽ cái sàn chuồng của nó nữa. Thì thường mình nuôi là như vậy cả nhà, tranh thủ ra phơi nắng nè. Cái đàn vừa rồi không phơi nắng kịp, không có nắng để phơi, hoặc là không có thời gian phơi nắng thì nó sẽ bị rất là nhiều cái bệnh về da nè. Ngoài đây nè, cái này nè, nó mà ẩm da một cái rồi là nó sẽ bị sâu lông viêm da. Ôi đủ thứ. Rồi, vô con. Bye bye cả nhà nha. Nè, bé này đi. Đại diện bé này bye bye cô chú đi. Đây, con bye bye cô chú nhé. Con chưa mở mắt nè, chứ con mở mắt là con đẹp trai lắm à. Bye bye cô chú nha. Rồi, đi thăm cái hồ ốc bu cả nhà ơi. Ui, nước sen này vàng thế không biết. Ôi, con cá nó lú lên. Nước hơi bị vàng. Nhưng mình ăn hết hết luôn cả nhà. Hôm nay một ngày mình không có thăm nó. Ôi, nè, mấy cái miếng đu đủ nè. Ý quên, miếng dưa mình ăn nó còn cái vỏ không? Ăn còn vỏ này nó ăn khủng rồi. Nó ăn xong thiếu quá, thiếu nó kêu cốc 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 chốc 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 anh ta. Ôi cái này nó nở nè. Ôi nó đen xì lì phía dưới luôn cả nhà, dưới đây nè. Quá trời luôn rồi nè. Ui da, da, da. Bên đây nè. Bên đây cũng sắp nở luôn nè. Hai dèo này nở xong là hơi bị nhiều rồi nha, nên nó ăn dữ rồi ta. Ngày hôm qua mình không có thời gian mình cho mồi vô á. Ôi nó ăn cái nè, nó ăn ba cái bèo này mà bình thường nó không ăn nè. Nên nó ăn luôn rồi. Quá sức rồi. Rồi con cá này cứ lòi con gà. Chưa có bỏ cá trống vô, không chưa thấy trứng nên chưa bỏ cá trống vô. Bây giờ vớt bèo ở bên đây cho nó ăn đỡ cả nha. Cái hôm trước cũng là một bài học nha cả nhà. Đây nè. Cái miếng này nè. Ôi nó ăn nhầm luôn cái miếng ổi nè. Cái miếng ổi này lúc trước mình thả vào đây những cái miếng ổi mà cắt khúc bự bự á thì nó ăn không hết, nó làm mà nhém chút bị hư nước đó nha. Nay ổn rồi nè, chứ lúc trước nước nó bị hư. Cái ổi mà mình cho ăn mà nhiều quá mình phải cắt mỏng ra, rút kinh nghiệm là phải cắt mỏng ra cho con ốc nó đeo, nó ăn trên bề mặt, diện tích bề mặt càng lớn thì càng tốt. Và cái miếng cho ăn nè, cái thức ăn ấy, thì nó phải mỏng cho nó nhanh hết rồi mình cho nữa, chứ nếu mà mình để mà nó dày quá là nó ăn không hết, ở phía ngoài ở phía trong nó phân hủy ra, nó ảnh hưởng đến môi trường nước là nó sẽ không tốt. Nên có thêm một bài học kinh nghiệm nữa cả nhà. Mình cứ nghĩ là nó ăn ổi, nó ăn bình thường hay nhà nó ăn không hết, bắt đầu nó phân hủy. Nó phân hủy xong là nó bị hư nước. Cái con ốc hết thức ăn không sợ. Ôi nó chạy theo. Hết thức ăn không sợ, mà sợ là dư thức ăn bị hư nước. Nè, có mấy con bự bự luôn nè. Nhiều ghê cả nha.
mình nuôi mô hình nhỏ lẻ có ít thôi, mà nó chịu đẻ, nó đẻ cũng tương đối nhiều á, nhìn thấy cũng phê chứ nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi cho chân ít bèo vô cho nó ăn, quay cho cả nhà tình hình này thôi. Bây giờ đi cho gắn mối ăn cả nhà. Tháng ít bèo vô lấy đỡ nhiều bèo đấy, giờ mất đi làm rồi. Ở trong đây cũng có con cá vàng đẹp lắm nè, cá vàng thả sang xét bèo qua đây, chỗ nào có bèo mấy cái chỗ này nè, nó không có ốc, bèo nở liên tục, cho chữ trái đi, chiều về đi dứt bèo tiếp. Rồi nhiều đây đang tới chiều là vừa. Đâu rồi, đang chơi ngon lành. Sủa gì hả, chơi với em đi. Đang chơi ngon lành nó thấy xe sợ chạy hơi vô đây. Đâu rồi, còn tiểu thư đâu mất rồi nè, tiểu thư nè, sợ quá vẫn là không được. Giờ mấy năm mấy mà tới thua luôn à, tại vì trứng mưa quá trời nè, giờ cũng mưa luôn rồi, cũng không có chơi được. Hồi nãy mà gặp tới giờ thì cũng chạy vô luôn. Ơi nó đè nó giật tiểu thư kìa, mấy chị em mấy cái bệnh gì nó giật nha. Đó câu giờ mình nhát hết, nhát gì mà nhát dữ vậy. À, vẫn còn la nữa chứ, còn mét nữa chứ. Đã giật bì à. Rồi, bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.